tại sao người ta lại hận một người? Nếu chỉ đơn thuần là hết yêu, người ta có thể rời đi. Nỗi hận có thể nói là một cách nói khác của một trái tim vẫn còn yêu một người tha thiết. Mấy chị ơi, mấy chị là vợ mấy chị tha cho em. Em hứa là chúng vố này là em trả mấy anh mấy chị là đủ vốn lẫn lãi luôn, em hứa luôn. Dạ. Còn lý do nào khác không? Dạ không, chị. Anh. Con anh nó chết rồi. Tôi bây giờ là phụ tỷ. Từ khi gió mang dấu điện
Tình yêu như lưỡi dao, tình yêu như mũi nhọn, êm ái và ngọt ngào, cắt đứt cuộc tình đầu. Thì bây giờ về câu xin lỗi của anh có trả lại thanh xuân và thời con gái cho tôi không? Ngày xưa tôi cũng từng quỳ ở đây cầu xin anh đừng bán tôi, nhưng mà anh vẫn bán. Còn bây giờ thì bây giờ em đã là phụng tỷ rồi, như vậy cũng mừng cho. Dứt nợ. Xin chúc mừng diễn viên Phi Ngọc Ánh đã hoàn thành phần thi của mình tại Tình Bolero. Thưa anh nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh, với phần dàn dựng và với một liên khúc ba bài hát như thế này thì anh đánh giá như thế nào về phần thi chào sân của chị Phi Ngọc Ánh? Thật sự là đầu tiên anh phải dùng từ thông minh trong cái tiết mục vừa rồi. Thứ nhất là nó phát huy tối đa khả năng của Phi Ngọc Ánh. Đó là một diễn viên, ngay câu thoại đầu tiên anh đã thích rồi, mà kết hợp ba bài hát vô để nói một cái câu chuyện phối cực kỳ điện ảnh. Nó có cái sự kịch tính cao trào trong cái chuyện đại, và Phi Ngọc Ánh cũng cảm xúc dâng trào lên. Thực sự là anh mong chờ một cái tiết mục như vậy. Thứ nhất là nó có sự đổi mới trong cách dàn dựng, thứ hai là tư duy của người thông minh đó. Có nghĩa là mình đang đá giỏi tiền đạo á, thì mình đừng có đi xuống đá hậu vệ, mà nhiệm vụ của tiền đạo là phải ghi bàn. Thì em bước ra em đã ghi bàn rồi. Với tiết mục này từ đầu đến giờ chị xem thì chị cũng nhìn với anh Vinh, chị nói tiết mục rất là hay và chị rất là thích. Ngọc Ánh có một cái giọng hát rất là đẹp, giọng của một cái dạng nữ trầm đó. Bạn kết hợp cả ba đoạn trong cái liên khúc này, nó ra một câu chuyện. Đó là một người rất là thông minh, chọn bài rất là khôn khéo. Ba bài hát này đều ba bài hát rất là khó để trình bày, chứ không phải là ba bài dễ. Chứng tỏ là bạn có chuẩn bị rất là kỹ cho phần tham gia cái game show này của mình. Thì đó là một cái điều khá khen. Bởi vì cái người làm nghệ thuật mà mình có một cái sự đầu tư, đầu tư về cái chuyên môn, và mình có cái ý thức trách nhiệm trong cái chương trình mình tham gia, chị rất ủng hộ. Thường em thấy á, cái vòng đầu tiên á, thì mọi người sẽ ưu tiên cái yếu tố an toàn lên đầu tiên. Dù gì cũng là đầu xuôi đuôi lọt, như em mà lần đầu tiên mà thi cái tập đầu tiên, em chỉ muốn ôi hát sao cho nó tròn trịa, cho nó xong là mình mừng lắm rồi. Ngay cái tiết mục đầu tiên thì chị chọn liên khúc ba bài hát, nó rất là khó. Thì cho em hỏi là vì chị có cái kịch bản này trước cho nên chị thấy ba bài hát này phù hợp với kịch bản đó cho nên chị chọn, hay là đây là những cái bài mà chị yêu thích, chị có thể chia sẻ cho quý vị khán giả được biết được không? Thì Phi Quán xin chia sẻ thế này. Thực sự thì cái tiết mục này nó là một cái sự kết hợp hoàn hảo giữa đạo diễn Vũ Trần và thầy của Phi Ngọc Ánh. Khi mà ảnh hay tin là mình được mời tham gia Tình Bolero phiên bản nghệ sĩ 2022 thì ngay lập tức ảnh đi tìm thầy để tầm sư học đạo liền. Tại vì mình không có tự tin vào khả năng ca hát của mình, chưa bao giờ đứng trên một sân khấu hát bất cứ một bài hát nào hết, thành ra cho nên cảm thấy rất là lo lắng, thế là phải đi học. Thì khi đi học thì thầy đánh giá giọng hát của ảnh, và thầy là người tư vấn để chọn bài. Và sau đó thì ảnh sắp xếp để thầy và đạo diễn gặp nhau nói chuyện, nói là cái mong muốn của ảnh là ảnh muốn là cái bài hát này nó phải có một cái sự gọi là một sự gay cấn. Tại vì tính mình thích hành động mà, mình thích cái gì đó nó gay cấn, nó dồn dập, nó đưa người ta lơ lửng vào một cái tình yêu đẹp, sau đó nó dìm con người ta xuống dưới đáy vực sâu để cảm nhận được hết cái nỗi đau của một con người bị phản bội. Thì đó là một cái sự kết hợp
của Ánh, của đạo diễn Vũ Trần và của thầy Phi Ngọc Ánh. Khi mà nghe chị chia sẻ thì quý vị khán giả sẽ rất trân trọng những cái sự chuẩn bị mà chị đặt ra và cái sự liều của chị. Tại vì là với cái sự dàn dựng câu chuyện này, cái kết nối các bài hát với nhau thì dư sức cho một tiết mục chung kết chứ không phải là một tiết mục mở màn. Chỉ có tiếc hai cái chi tiết là tiếc với tư cách là một đạo diễn, một diễn viên thôi. Thứ nhất là khi Phi Ngọc Ánh ở cái đoạn nhạc giữa đó, khi mà tái hiện lại cái cảnh của em ở đây đó, thì anh rất là muốn em có một cái ánh mắt nhìn thẳng vào cái câu chuyện của mình, đừng có lùi đi. Em bất chợt có 2 giây em đi qua bên đó, giống như em tránh sân khấu để em cho câu chuyện này diễn ra. Em bắt đầu vô kia với diễn, lúc đó em bị lơi một chút. Và cái kết á, thì anh thống nhất là khi em tán rồi, cái người này mà van xin em không có nói là dứt nợ và em bỏ đi thôi, thì nó sẽ điện ảnh hơn và nó đau hơn rất là nhiều. Mà anh rất là thích khi em bước vào cái xe Best Buy, anh tưởng em hết rồi thì em vẫn đưa tay lên lau cái giọt nước mắt đó. Chứng tỏ là em chuẩn bị cho tiết mục rất là kỹ. Bởi vì chị là người chuyên về ca hát cho nên chị lại đòi hỏi về cái chuyên môn ca hát. Hơn nữa, ở cái nội lực, em có cái giọng rồi nhưng có những chỗ nội lực em bị thiếu. Em tìm hiểu thêm về kỹ thuật ca hát, khi lên cao những chỗ hát cao, chúng ta cần siết cái cơ bụng lại, hít chắc cái hơi bụng mình và mở khẩu hình to ra, đẩy cái hơi bụng lên. Thì chắc chắn em nhấc cái hàm trên, cái vòm miệng trên của mình lên thì tiếng hát em nó thoát ra, nó vòm ra ngoài, nó không có bị nén lại đây. Nó sẽ không làm cho mình đuối và cũng không làm mình rát cổ. Đó là cái kỹ thuật để chúng ta hát những thể loại nhạc mà cần tống hơi ra ngoài. Ví dụ hát bolero đơn thuần nhẹ nhàng thì chúng ta luyến lấy, thì chúng ta cần đưa lên hơi mũi nhẹ nhàng. Nhưng những thể loại nhạc tình này em cần phải mở khẩu hình ra, em đẩy cái hơi xiết bụng lên là chúng ta sẽ thoát ra ngoài. Chúng ta sẽ tạo cho ấn tượng cái bài hát nó sẽ hay hơn nữa. Về tổng thể dàn dựng tiết mục là quá đẹp rồi, nhưng mà ước chi em làm cái điều đó, em đáp ứng được nữa thì tiết mục nó hoàn hảo luôn. Thôi thì chúng ta cần rút kinh nghiệm để chúng ta làm tiết mục sao hoàn hảo hơn ha. Anh đánh giá rất là cao Phi Ngọc Ánh với phiên bản Tình Bôi Rồi. Anh thích những tiết mục như vậy. Với là một người nghệ sĩ tham gia đặt hết cái tình cảm của mình, như vậy là em chuẩn bị rất là kỹ cho phần hát để tả câu chuyện đó. Có sự bất ngờ và mong chờ nhiều hơn ở Phi Ngọc Ánh ở tiết mục phía sau. Ngày hôm nay thì có lẽ là một phần mở màn đã mang đến cho chúng tôi để những các cảm xúc cũng bậc khác nhau. Và đặc biệt hơn nữa là cho thấy chúng tôi thấy được rằng bạn là một người có giọng hát. Chúc mừng. Xin cảm ơn. Em mong chờ những cái tiết mục tiếp tiếp và sự đầu tư của chị. Chúc mừng chị rất nhiều ạ. Xin cảm ơn. Rất cảm ơn những nhận xét đến từ ban giám khảo và xin chào mừng Phi Ngọc Ánh. La 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 la
lối về, cơn gió lùa ngả nghiêng bao tà áo và bao mái đầu không vướng sầu, kề vai bước màu. Hey! La 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 người em gái đường thì còn trắng mới như nhiều trang giấy, trong lòng còn trong trắng thơ ngây. Người trai trắng yêu cuộc đời tươi sáng, bước chân say xưa đi trên đường tình yêu đón chờ. Đêm tôi về dìu nhau trên đường phố, dịu hương tóc hề vai sát kề, đời như giấc mơ. La 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 để lòng nhớ thành đô, để lòng nhớ xin được chúc mừng diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng đã hoàn thành phần thi của mình để có thể chính thức khai màn cho tình Bolero 2022. Và ngay bây giờ chắc là phải mời ngay một vị giám khảo đầu tiên, cho phép em được mời nghệ sĩ ưu tú đạo diễn Vũ Thành Vinh. Xin chào quý vị khán giả của Đài Vĩnh Long, đặc biệt là chào các nghệ sĩ. Bản thân của Vinh á, Vinh rất là háo hức với phiên bản tình Bolero. Vinh là cái người rất là yêu những cái câu chuyện tình, đặc biệt là những nghệ sĩ tới kể cái câu chuyện theo cái cách của mình á. Và một lần nữa cho Vinh được tái hiện lại những cái ký ức rất là đẹp của không gian, những cái phố thị xưa. Và thật sự là anh bất ngờ với Thắng. Từ cái giây đầu tiên em ra em diễn mà em vô rất là chắc, đặc biệt là cái cảm xúc, cách mà em diễn đó, nó đúng tình Bolero luôn. Từng câu, từng chữ em đều có một cái nét diễn, thậm chí em tương tác rất là tốt với không gian. Vừa hát vừa nhảy, đó là một cái điều rất là khó. Nó rất là hao hơi của mình. Và Bá Thắng đã hoàn thành cái nhiệm vụ của mình. Tiếng hát của em rất là nội lực. Bá Thắng hát cái nhạc phẩm này nó rất là tốt, đặc biệt là trạng thái của một người nghệ sĩ chuyên nghiệp mang đến cho khán giả, chứ không phải là một người thí sinh. Mở màn một cái sự lan tỏa rất là lạc quan và tươi vui. Bây giờ thì chắc là em sẽ nhờ một quán quân của mùa trước có thể chia sẻ. Rất là dễ thương, rất là vui vẻ, mang tới cho mọi người một cái không khí mở đầu rất là trọn vẹn. Em thấy là anh không phải đi thi nữa mà như anh đi trình diễn á. Tiết mục của em nó làm cho người ta có một cái niềm yêu đời. Cuộc sống họ ở trong tầng lớp nào, họ nhìn vào cái bức tranh này, họ cũng cảm nhận cuộc sống đáng yêu làm sao. Anh chỉ hơi tức chút á, anh bảo tại sao Thắng nó không thay đồ ta. Tại vì mặc cái bộ đồ này á, thì thực sự là thì nó hóa thân vào cái câu chuyện này rất là tốt. Nhưng mà anh giá như nha, anh thèm lúc mà gần cuối em có thể thay đổi. Theo chị, nếu như đoạn nhạc cái chỗ mà cao trào đó, ví dụ như người trai tráng yêu cuộc đời tươi sáng, bước chân, ví dụ như lần một tươi sáng em hát vô liền, rồi lần hai em kéo dài giữa sáng ra, em tạo cho một cái điểm nhấn tươi sáng, ngưng một cái, ta đập vô cái bước chân nhịp trở lại liền, thì đó là một cái điểm ấn tượng cho bài hát em nữa. Nó sẽ gây cho khán giả một cái niềm hân hoan hơn nữa. Nhưng mà với anh nha, tập mở đầu như vậy thì anh có quyền hy vọng Bá Thắng rất là nhiều ở trong tập sau. Chúc mừng Bá Thắng với màn mở đầu của tình Bolero rất rất là hấp dẫn. Chị nghĩ rằng Bá Thắng còn rất là nhiều chiêu, cho nên là hy vọng những tiết mục sau em sẽ xuất chiêu ha. Anh đã làm rất rất tốt trong tập đầu tiên. Cảm ơn những nhận xét đến từ ban giám khảo và cảm ơn phần dự thi của anh Bá Thắng. Em cảm ơn mọi người rất nhiều. Kính thưa quý vị, hôm nay lại có thêm một thí sinh nữa mời thầy giáo của mình đến để có thể hỗ trợ cho phần thi của mình. Thưa thầy Hà Thế Dũng, anh đánh giá như thế nào về giọng hát của Phi Ngọc Ánh? Tôi xin được gửi lời chào tới tất cả quý vị giám khảo hiện tại đang có mặt ở đây và hai biết chưa. Giọng hát của Phi Ngọc Ánh thì nếu mà để đánh giá phù hợp với thể loại Bolero không thì lúc ban đầu không có sự thuận lợi lắm. Tại vì Bolero sẽ luyến lái và ngân nga rất là nhiều. Nhưng mà trong quá trình luyện tập cho Ánh thì mình phát hiện là Ánh có năng khiếu là cảm nhận và khá là nhanh. Mặc dù thời gian luyện tập chương trình chưa khá dài nhưng mà tới hôm nay thì giọng hát của Ánh đã có phần tiến bộ cũng rất là nhiều. Và ca khúc ngay bây giờ
vì sao hai thầy trò lại quyết định lựa chọn? Trong quá trình thảo luận và chọn bài cho vòng tới này thì ca khúc này được Ánh đề xuất, nhưng mà mình thấy cái quãng giọng nó cũng phù hợp cho Ánh nhất, thì thế là hai thầy trò chốt bài luôn. Thưa quý vị, ngay bây giờ là dấu chân kỷ niệm cùng với hai thầy trò Hà Thế Dũng và Phi Ngọc Ánh. Chị cảm giác như thế nào khi được hát với thầy mình? Xin cảm ơn thầy vì đã giúp đỡ em trong cái vòng này. Thực ra thì anh cảm thấy rất là biết ơn thầy, bởi vì thầy là một người rất là tận tình. Thầy hơi khó tính một tí, nhưng mà những cái khó của thầy là để cho mình tốt hơn, cho nên là anh cảm thấy là ngày hôm nay cảm thấy là bản thân mình đã cố gắng hết sức. Thưa thầy Hà Thế Dũng, học trò hôm nay có vượt qua được sự đánh giá của thầy không? Theo Dũng nhận thấy thì hôm nay anh rất là tốt. Tại vì trong lúc luyện tập thì có nhiều cái luyến phải chỉnh sửa rất là nhiều. Nhưng mà hôm nay thì anh thể hiện rất là tốt cho phần hôm nay. Xin cảm ơn thầy giáo Hà Thế Dũng. Cảm ơn anh rất nhiều. Ngay bây giờ sẽ mời cô giáo, người đã luôn theo sát Phi Ngọc Ánh từ những vòng đầu tiên. Thực ra thì chị thích hình ảnh của Ánh những tập đầu tiên hơn. Nhưng mà trong một cái game show nó dài thì chúng ta có thể hóa thân thành nhiều hình ảnh. Và chiếc áo dài thì lúc nào vẫn đẹp nhất trong cái duyên dáng người phụ nữ, đúng không? Cho lời khen trước, hôm nay mặc áo dài rất là đẹp. Dạ, rất cảm ơn đẹp. Cô giáo. Tiếp theo nữa thì hôm nay cái nội lực nó có. Và khi em hát thì chị cũng cảm nhận chiều sâu nó có rồi đó. Nghe chạm trái tim của những người yêu thích dòng nhạc bolero. Cái sự kết hợp giữa hai thầy trò còn ngượng ngùng quá, có một cái gì đó còn hơi lạnh lùng. Dù biết rằng là tuyết rơi lạnh thiệt, nhưng mà phải cần cái sự nồng ấm của hai người nữa thì tiết mục nó sẽ sâu sắc hơn. Sợ thầy hả? Học trò càng sợ thầy thì càng học tốt. Và Vân thấy thầy với là cái người hơi ngại một chút, còn Phi Ngọc Ánh làm rất là tốt ạ. Hôm nay đặc biệt anh rất là thích cái hình ảnh của em, mà chị áo dài rất là đẹp. Hát thì ở cái đoạn đầu á, nó hơi rung một chút, nhưng mà nó lại phù hợp với cái bài hát này. Nhưng mà càng về sau á, thấy hát càng ấm, càng chắc lại. Phi Ngọc Ánh thì thật sự là phải chọn bài là hơi bị khó. Nhưng theo anh thì mỗi một vòng Phi Ngọc Ánh đã cố gắng hóa thân vô cái vai của mình cái đóng. Đặc biệt ngày hôm nay sự kết hợp anh thấy rất là đẹp. Chúng ta có một cái màn kết hợp về không gian nó rất là tốt. Chủ âm này chủ âm si thứ, đó là giọng một nữ trung, có cung bậc trầm khá đẹp. Âm sắc em rất là mạnh, âm sắc rất là đẹp. Đây là chất liệu của một giọng hòn ngọc đó. Em cố gắng hơn nữa. Anh khen nhất là cái tiết mục và dàn dựng của đạo diễn. Và sau đó thì khen cái áo dài của em rất là đẹp. Nghe nói võ thuật nhưng mà anh thấy rất là mềm mại, rất là dễ thương. Vũ Trần cũng cảm nhận cái không gian tốt hơn để tạo ra một không gian nó lãng mạn, nó đủ nhẹ bay thôi, chứ nó không đi vào kịch nhiều quá. Chúng ta vừa đủ một câu chuyện thôi để chúng ta truyền tải. Và Phi Ngọc Ánh cũng làm rất là tốt cái vòng này. Anh chúc mừng nha. Dạ, em cảm ơn. Cái giá trị của một tiết mục nó là mang đến cho khán giả, người ta sẽ thú vị, thích thú với chương trình này và thích thú tiết mục của em. Cứ như thế duy trì giọng hát của mình, nội lực càng có và trau chuốt những cái luyến lấy càng nhẹ càng tốt trong hát bolero. Em sẽ cố gắng làm sao mà để cho khi mà mình hát thể hiện bolero thì nó mềm mại hơn chút nữa là ok. Cảm ơn em rất nhiều. Dạ, em xin cảm ơn giám khảo và chúc mừng diễn viên Phi Ngọc Ánh. Trong đời sống sinh hoạt của người dân làng chài, không thể thiếu như hoạt động vui chơi giải trí, bóng chuyền, hò khoan, chèo thúng, đàn guitar. Làm ăn say, chơi cũng phải hăng say. Chính những điệu hò, tiếng đàn đã mang lại một mặt sống, tạo nên sự gắn kết cộng đồng trong sinh hoạt và trong sản xuất trên biển. Tuy nhiên, tiếng đàn có khi vui. Hình như là anh đẹp trai hơn, em có thấy như thế không? Dạ thấy, em thấy anh đẹp trai hơn nhiều thiệt. Thế mới xứng đáng làm chồng tương lai của em chứ. Nhớ em quá. Mà hình như có mùi đồ ăn thơm thơm. Em mang cho anh phải không? Thôi mà. Ủa heo quay này. Đừng món anh thích luôn. Trời ơi, thấy giòn rụm luôn nha. Bánh phu thê à? Sao lại có bánh này nhỉ? Làng mình đứa nào có tin hỉ chăng? Anh đoán nha. Có phải thằng Thắng không? Thằng Thắng cưới con Nhung phải không? Hai đứa này nó nhanh dữ thần ta.
Dạ không phải. Hay là đám cưới của con Trâm. Bác. Má. Con chào bác ạ. Ừ. Con đang định cất đồ xong là con sẽ qua thăm bác nè. Chà, lâu ngày gặp lại, bảnh bao hen. Dạ, con vẫn vậy thôi ạ. Chắc bác... cậu thắc mắc cái chuyện Trâm nào trong cái làng này đúng không? Dạ đúng rồi. Con mới nghĩ là làng mình có một em Trâm mà sao tự nhiên lại bác lại nói là em Trâm. Thì con Trâm con của bác chứ ai. Chứ không phải con và Trâm đang yêu nhau, hai bên gia đình đã. Ý của con nói á là hai đứa đã hứa hôn với nhau từ nhỏ đúng không? Bác ép duyên Trâm hả bác? Anh thôi đi. Nghe chưa? Tất cả những chuyện này không phải là má em ép uổng gì em hết đó. Đó. Hiểu là rồi. Là em tự quyết định. Nghe rõ chưa? Mà đây á cũng là quyết định sáng suốt mà, đúng không? Má, con xin má, má cho con được tự quyền quyết định chuyện này. Con giải quyết riêng với anh nha má. Ừ. Nè, cái chuyện duyên của nó là tôi không ép. Còn cái chuyện mà nó đem đồ ăn qua đây cho cậu là tôi ép. Bị nó không biết nói sao để mở lời với cậu cái chuyện nó cưới hỏi. Đem đồ ăn qua như thế đó đó mà cậu cũng không có hiểu làm sao. Trâm. Em biết là anh thương em nhiều. Nhưng mà bây giờ người ta cũng thương em giống như là anh thương em vậy. Thậm chí là người ta có thể lo cho má em chữa bệnh nè, trả nợ cho ba em. Rồi người ta còn giúp cho mấy em của em ăn học tới nơi tới chốn nữa. Em xin lỗi anh. Anh hiểu cho em nha anh. Em tin là với một người tốt như anh á, rồi sẽ tìm được một cô gái xứng đáng mà. Đập vỡ cây đàn giận đời, đập vỡ cây đàn. Buồn ơi, tình ơi, đập vỡ cây đàn giận đời bạc trắng như vôi. Giận người điên đảo quên lời. Đập vỡ cây đàn giận người con gái yêu đàn. Buồn ơi, làm sao thề nguôi. Đập vỡ cây đàn giận người đổi trắng thay đen. Giận đời trở như bàn tay. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tính đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly. Đập vỡ cây đàn giận đời đổi trắng thay đen. Giận đời trở như bàn tay. Đứa mình đã là quá khứ rồi. Anh cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy
thậm chí anh có thể hai đứa mình chưa bao giờ quen biết nhau. Trâm. Hoặc là thậm chí anh có coi như là em chết rồi. Trâm. Em xin lỗi. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Em bảo tôi rằng anh đi học đàn để đàn theo lúc em ca những ngày hoa mộng đời ta. Tôi yêu nàng nên vội vàng lên tính đi tìm theo học đàn. Sau một năm trường tôi trở về quê hương, nhưng người con gái ngày ấy đã đi rồi. Tôi hỏi thăm dò từng người trong xóm tin nàng. Nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu, nàng đâu. Người báo tin buồn nàng gặp nhạc sĩ vang danh, rồi cùng xây đắp gia đình. Tôi xót thương nàng và rồi tôi khóc thương mình. Đời ơi còn chi, đàn ơi biệt ly, đập vỡ cây đàn giận đời đôi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Đập vỡ cây đàn giận đời đôi trắng thay đen, giận đời trở như bàn tay. Xin chúc mừng MC Tuấn Anh đã hoàn thành phần thi của mình. Chị nghĩ sao thưa chị Đông Đào? Trong cái bài này á, Tuấn Anh có một cái tư duy diễn là một cái kịch bản khá là ấn tượng. Thì cái bài hát này hôm nay em hát tương đối cũng khá, chưa bao giờ mà khen em hoàn toàn, đúng không? Tại vì sau những tập trước mình hát mình cứ bị một chút gì đó, bài thì nó bị hơi lố cái cảm xúc, bài thì lại bị thiếu. Tuy nhiên trong các ca khúc này thì em làm nó cũng tương đối vừa phải. Mình không nói nhiều, mình cho bạn điểm rất là cao. Bởi vì cái sự hài hước duyên dáng, cái sự chạm vào trái tim. Bạn làm hài cũng hay mà bạn làm bi cũng hay luôn. Và hát thì theo mình đó là cái phong cách, cái cá tính riêng của bạn mới là con người của bạn. Và mình hoàn toàn ủng hộ. Hôm nay tiết mục của anh Tuấn Anh đã làm em cảm thấy rất là cảm xúc. Cái đoạn đầu mà anh chuẩn bị mà xém khóc, lúc đó em lo sợ, nghẹn ngào ngay cái chỗ đó. Nhiều khi nó sẽ đẩy cái chữ đó nó đi sai đi cái nốt nhạc. Nhưng mà do cái kinh nghiệm dày dặn sân khấu của anh đã làm được tốt cái điều đó. Khi nghe Tuấn Anh trình diễn xong, anh thương cái nhân vật này lắm. Thực sự mà nói, có nghĩa là em thành công. Em đã truyền tải được cái câu chuyện. Anh rất là thích cái hình ảnh cuối cùng. Khi mà cái lưới nó rơi xuống, nó cũng giống như cuộc tình của em trong cái lưới đó, đó. Em không có lối thoát. Anh nghĩ em một người thông minh. Mới tập trước đây cho anh rất là nhiều nụ cười. Và anh thấy đúng là thú vị ở mỗi một phiên bản các bạn mang đến cho anh nha. Mỗi một bạn có một cái thế mạnh riêng, anh tạm thời gọi là sự khác biệt. Nếu em tiến tới sự độc bản đó thì quá tuyệt vời. Có là chỉ có em mới làm được điều đó thôi. Thì trong hai cái vòng vừa rồi em làm được cái điều tách biệt hẳn các thí sinh khác. Có là em đưa câu chuyện của em trực diện vô trong bài hát. Chỉ có trong cách hát của em có những đoạn em tư duy, em nên tiết chế lại một chút. Hát cái bolero là hát bằng chiều sâu nhiều hơn là hát bằng cái cách mà mình thể hiện rõ ra ngoài quá. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái mang giọng ca thật buồn. Chứ đừng có nhấn. Chuyện ngày qua tôi gặp người con gái. Em hay bị những cái đó đó. Thực ra đó, cái cảm xúc đó cũng nên có, nhưng mà ít ít thôi. Vừa vừa phải trong bài hát thì nó sẽ tạo điểm nhấn cho bài hát mình. Còn lại là những cái bồng bềnh, những cái chiều sâu, những cái sâu lắng thì nó chạm trái tim nhiều hơn. Thì chị nghĩ rằng khi cái ý kiến của chị trong cái bài hát này thì em sẽ có những cái suy nghĩ dành cho những bài hát sau nếu như em hát bolero tiếp. Em biết được đặc điểm nổi trội của em là đưa cảm xúc vô trong từng cái lời, chứ em không hát mượt mà như bằng người khác. Nên em không chọn cái cách như cô Đào nói. Nhưng mà đúng là cô Đào nói có cái ý đúng, có là mình tiết chế lại lúc nào mình đưa vô
bằng cách diễn xuất trong câu hát, nhưng mà có những đoạn mình hát nó cảm xúc mà nó nhẹ hơn. Có nghĩa là cái phần thoại và cái phần hát của em á, nó cần phải đời hơn một chút. Anh nghĩ là do cái cách mà em dẫn chương trình á, quen rồi, nên trong cái thoại của em nó có cái dẫn, nhưng mà trong kịch nó như vậy thì nó không có chân thành. Nhưng mà anh rất là khen ngợi Tuấn Anh trong cách hai cái vòng vừa rồi, em tìm ra được cái chìa khóa trong cái cách đi của em. Chứ nếu mà em hát mượt mà cái kiểu uyển chuyển sâu lắng thì không phải là Tuấn Anh trong hai phiên bản vừa rồi. Nên dù sao anh rất là thú vị với các bạn đã mang lại cho anh những cái phiên bản khác nhau. Anh có một cái niềm tin rằng càng vô vòng sâu, các bạn sẽ cho quý vị rất là nhiều món ăn tinh thần rất là bổ ích. Cảm ơn em. Ở trong MC Tuấn Anh nó có những cái điểm ấn tượng là em một cái chàng trai điển trai, dù là em làm hài hước hay là một cái gì buồn nó cũng đáng xem, bởi vì ánh sáng sân khấu em rất là sáng, chỉ cần thiết chế giọng hát lại nữa thì em rất là tuyệt vời. Xin cảm ơn các giám khảo đáng kính của Tình Bolero 2022 và chúc mừng MC Tuấn Anh. Hãy thử tìm hiểu về nhảy múa để giải phóng hình thể của mình. Đó là lời khuyên mà nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh đã dành cho diễn viên Kỳ Nam ở những vòng thi trước. Với tinh thần cầu thị, anh ấy đã luyện tập rất nhiều cho tiết mục của tuần này trên nền nhạc của một siêu phẩm vượt thời gian của tác giả Song Ngọc, Đàn Bà. Đã từ lâu tôi vẫn thường trong bóng đêm mang nỗi buồn không biết tên. Tôi đã thầm thề mây hẹn gió, muốn lánh xa chuyện đời, tôi muốn quên đi loài người. Tôi ước mơ trong cuộc đời không có đàn bà. Bỗng một hôm tôi với người quen biết nhau, tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang. Chẳng sao, ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, hay đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vầng thơ say khúc nhạc chua cay. Chút tình nơi xứ xa, tôi biết rồi em sẽ quên. Muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời ơi, đàn bà ơi. Tôi nghĩ tình chỉ thế thôi, đâu biết lòng thầm mang niềm nhớ. Tôi muốn lạnh nhưng lại tim, tôi muốn quên nhớ càng nhiều. Tôi muốn xa nhưng lại gần hơn. Đàn bà là ngọc ngà trắng sao, ôi đàn bà lại là con dao làm tim nhỏ máu. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, hay đàn bà lạnh lùng hôm nay. Ôi đàn bà là vầng thơ say khúc nhạc chua cay.
thương chút tình nơi xứ xa. Tôi biết rồi em sẽ quên muôn kiếp buồn mình tôi sầu nhớ. Em đã đến như huyền thoại, em đã đi không một lời. Ôi thế nhân, ôi cuộc đời ơi đàn bà ơi. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay, ôi đàn bà là vầng thơ say khúc nhạc chua cay. Ôi đàn bà dịu ngọt đêm qua, ôi đàn bà lạnh lùng hôm nay, ôi đàn bà là vầng thơ say. Xin chúc mừng diễn viên Kỳ Nam đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý ban giám khảo, với rất nhiều những vòng thi trước, anh chàng này chỉ đứng thôi, không nói một tiếng nào hết. Nhưng mà hôm nay thì có thỏ thẻ ở bên dưới là cho Nam được nói một lời cảm ơn với quý vị ban giám khảo. Xin mời anh ạ. Cái này không phải gọi là cảm ơn nữa à, mà phải gọi là sự biết ơn. Đầu tiên em xin gửi lời chào đến ban giám khảo đáng kính ở đây ạ. Em biết ơn vì được xuất hiện tại nơi đây, được xuất hiện trong chương trình Tình Bolero là một thử thách rất là lớn. Trước khi em chưa bao giờ nghĩ là mình có thể được hát Bolero, huống chi là được những vị giám khảo rất là nổi tiếng ở đây góp cho em những lời vàng lời ngọc, những người bạn, những người thầy hỗ trợ em. Em cảm thấy là mình quá được nhiều rồi. Đây có lẽ là phần thưởng lớn nhất trong cái cuộc thi Tình Bolero của em. Em xin cảm ơn ạ. Xin được mời những nhận xét đến từ giám khảo Ngọc Sơn ạ. Chào Kỳ Nam, tôi nghe giọng hát em đẹp, đẹp thực sự, đẹp lắm. Có độ rung nó rất là mềm mại, rất là nhuyễn. Nó ở mức độ vừa phải. Em hát như là một cái sự chân tình của em nó tỏa lên mà tôi thấy được cái điều đó. Rồi những bộ diễn xuất hoặc tất cả những cái vũ đạo mà em đã tập luyện tạo nên cho em một cái con người rất là đẹp và giọng hát tuyệt vời. Khen với phần cá nhân của Ngọc Sơn rằng tiết mục em rất tuyệt vời và hoàn hảo trong trái tim tôi. Chúc mừng em. Chị lại không đồng ý với Ngọc Sơn một cái điểm. Giọng em tốt nhưng mà em thiếu giữa câu và cuối câu. Em phải ngân một chút xíu. Em hát cắt cắt cắt, cuối cùng em mới có ngân. Không phải em không biết ngân, nhưng mà tại em nghĩ là cái lối trình diễn của em như vậy. Và cái thứ hai cô muốn nói với Kỳ Nam, cái đoạn mà ôi đàn bà, em phải đau khổ một chút xíu nữa nó mới hay hơn. Nhưng mà có một cái điểm ưu điểm cho em là em hát mà em diễn á, trong lúc em diễn tôi lại thấy hình ảnh một người tài tử quá đẹp, quá xuất sắc. Cái màn dàn dựng tốt, âm nhạc tốt, phần hòa âm tốt. Và cô chỉ khuyên em có chút xíu, ngân chút xíu. Và cuối câu của em đó thì quá tốt rồi. Cảm ơn Kỳ Nam rất nhiều. Thực sự ra thì với anh nha, anh vẫn thấy ở Kỳ Nam có một cái gì đó mà anh rất là muốn khai thác hết. Vì em có tố chất một người nghệ sĩ. Nhưng mà rõ ràng là em nói cái câu mà anh cũng thích, đó là em tới đây để em học. Và rõ ràng là anh có nhiệm vụ phải cho em nhiều bài học hơn nữa. Em là cái người có những bản phối rất là hay ở trong chương trình, nhưng riêng bản phối ngày hôm nay không hay. Với anh không hay là sao? Đã phối để mà khiêu vũ á, thì những cái đoạn đầu, những cái đoạn giữa, những cái đoạn cuối là phải bốc lên, cảm xúc lên. Những cái đoạn đó cho phép mình làm. Còn trong lòng câu hát á, như chị cô vừa nói á, thì cái đoạn nào để chúng ta ngân, chúng ta hát phải tính. Thì cái bài này anh có cảm giác là em chỉ có ý tưởng và ý đồ thôi, còn thực hiện nó với cái việc và thực tế nó đang có một khoảng cách. Nhưng mà dù sao anh rất là ghi nhận sự cố gắng của em trong tập này ha. Thật một người thương trong mộng, nhưng tình cờ thay, người thương này cũng đồng thời là người thương trong mộng của hàng triệu khán giả yêu nhạc Việt Nam. Đừng rời mắt khỏi màn hình, hãy ở lại và chứng kiến giấc mơ rực rỡ nhất của diễn viên Trọng Nhân. Thank you.
gian qua lối này khi tay chẳng tay buồn vạt lên vai hành trang đường dài vì đời nên ra mắt dài nhân cho đời nghe buông gió lúc nửa đêm nhớ đêm lửa ngùn ngụt lúc gọi yêu về tim con đường tình sự nắm đây đèn khuya mắt đỏ còn đầy dấu xưa đường chẳng riêng hai chúng mình nên khi vắng anh đường đã thay tên còn chẳng kỷ niệm lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi lạnh đầy theo tiếng bước ưu tư đi Chị cảm ơn Trọng Nhân và cảm ơn tất cả các anh chị và các bạn ngồi ở dưới kia. Cảm ơn tất cả ekip thực hiện chương trình Tình Bolero. Anh Ba Ngọc Sơn này, em có nghe là anh gọi là vợ của anh hôm nay xinh quá trong hậu trường. Hôm nay anh muốn nói gì với người yêu nhỏ bé này không ạ? Như Quỳnh ơi, thì dạ, anh đã chịu oan ức nhiều rồi. Người ta đồn anh với em là một đôi với nhau, thôi mình làm thiệt luôn đi nha. Cho giải quan. Phải hỏi ba người. Chưa đổi sự quan, phải là giải quan cái chuyện đó. Thì nói đùa thôi, trong lòng của anh thì lúc nào cũng yêu thương em. Ở Việt Nam hồi nhỏ anh xem em đầu thế kỷ 90, rồi đến khi anh qua nước ngoài để được ăn cơm với gia đình em, anh về anh khoe mãi. Tới năm 2005 ha, thì anh nhớ mãi những kỷ niệm dấu yêu đó, cho anh gửi lại thăm gia đình nha. Và em thì hôm nay giọng ca em xuất hiện làm anh rất là ngạc nhiên. Em hát rất mềm mại và đẹp. Cả nhà biết không, Như Quỳnh thì có hát mềm mỏng vậy thôi, chứ giọng của Như Quỳnh rất là nội lực. Xuất thân từ trường nhạc đàng hoàng, có học hỏi về kỹ thuật thanh nhạc và hát được rất nhiều thể loại nhạc khác nhau. Và hôm nay Như Quỳnh thực sự rất là xúc động khi em hát rất tuyệt vời với ca khúc này. Chúc mừng em nhé, Quỳnh nhé. Xin cảm ơn anh Ngọc Sơn. Cảm giác của Nhân lúc này như thế nào khi giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực? Không riêng về Nhân và tất cả nhiều người rất là hâm mộ chị Như Quỳnh. Và em rất là vui, hạnh diện và hạnh phúc khi mà được mời chị song ca chung với em. Đó là một kỷ niệm rất là khó quên trong quãng đời của em. Cảm ơn chị rất là nhiều. Thưa chị, vì sao chị lại nhận lời hỗ trợ cho chàng trai trẻ này? Chắc có lẽ qua coi bộ phim Duyên Kiếp á mà. Cho nên là Như Quỳnh có ái mộ người bạn nhỏ này. Và cũng không ngờ đây là cái duyên. Và em đã cho chị cái cơ hội để mà có thể làm việc chung với em. Là một người bạn nhỏ nhưng đầy nhiệt huyết và thẳng thắn. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn một lần nữa tuổi thơ của chúng em. Cảm ơn chị ca sĩ Như Quỳnh. Xin cảm ơn anh nhé. Cảm ơn Nhân và cảm ơn tất cả mọi người. Anh Vinh ơi, hôm nay Trọng Nhân của anh có làm cho anh hài lòng không ạ? Rất hài lòng. Thật sự mà nói thì anh rất là cảm động và cảm ơn Nhân. Đặc biệt là cảm ơn chị Như Quỳnh. Ngày hôm nay quả thật là tiết mục em đã bù lại cho những cái tiết mục trước. Không chỉ em đẹp, chị Như Quỳnh thì chị vẫn đẹp như ngày nào. Sân khấu đẹp, dàn dựng rất là hay. Còn lại anh nghĩ đứng với một thần tượng của mình mà hát một cái bài nhiều cảm xúc, mà đặc biệt là nhiều người muốn đứng chỗ em diễn lắm đó. Tiết mục này là tiết mục đẹp và ấn tượng nhất. Ấn tượng ở chỗ sân khấu và ấn tượng đó là anh nghe được chị Như Quỳnh hát với em. Và anh cũng là một fan hâm mộ của chị Như Quỳnh. Một lần được ao ước để đứng sân khấu như em hát chung với chị mà chưa được. Trọng Nhân đã làm tròn vai, đã hát tròn trịa những nốt thấp nhất và hát dày, đẹp
có nghĩa là một giọng nam bass mà hát bolero. Đây là một chất giọng cũng khá hiếm trong làng bolero, và em lột tả được cái hay, cái nỗi lòng và cái tình cảm của bài hát. Hôm nay Trọng Nhân lại có một cái hay hơn nữa là Miro không có bị bỏ xuống sớm á, tức là em hay hồi đó em hay bị cái câu cuối hay để xuống sớm, thì hôm nay là đỡ rồi, cho nên những cái cuối câu em hát nghe nó vẫn trọn vẹn, nó không có bị gãy giống như những tập trước. Em rất là chuyên nghiệp và cái niềm tin của mọi người đối với em nó sẽ càng đông đầy hơn. Chúc mừng em. Ngày hôm nay anh cảm ơn em một lần nữa vì đã mang thần tượng của rất nhiều người đến sân khấu này, cũng như em đã trình bày một tiết mục rất là trọn vẹn với anh. Đây là một tiết mục đẹp, giọng hát cũng đầy nội lực, rất là hay. Anh chỉ chúc cho ngoài con đường diễn viên của em thì em sẽ thăng hoa hơn nữa trên con đường ca hát của mình. Chúc mừng em. Xin cảm ơn ban giám khảo và một lần nữa chúc mừng Trọng Nhân. Nếu phải kể đến một hương vị đậm đà không thể quên, nổi tiếng bậc nhất từ làng Chài thì chắc chắn đó phải là hương vị của mắm. Chào ơi, ở một nơi nào không cần biết, ai đã mê một vị mắm nào sẽ nhớ mãi Chài chiếc khôn nguôi. So sánh hơi vui một tí, tại nay đậm đà không khác gì tình đầu khó quên. Thắng à? Thắng? Dạ. Mấy lẹ lẹ coi Thắng ơi, bây rề già quá gì không biết nữa à. Ôi con mới vừa về ngày hôm trước hôm sau má cứ càm ràm, má dẫn đi đâu đi hoài má. Lẹ 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 lẹ. Lẹ lên. Rồi, đi đâu má? Đi lẹ. Ôi đang ngủ ngon luôn á, làm cặp rồi tự rồi đi, bây giờ má muốn đi đâu? Đi thăm bà con hàng xóm. Thưa gì nào con mới qua. À gì con? Con nè. Con là ai? Điệt. Ủa con Út Đẹt dạ? Hả? Ôi mày đeo khẩu trang cho tao không có thấy. Trời ơi con Út Đẹt đây hả? Ủa qua đây chi vậy? Ừ. Dạ. Mà dì Năm nói dì Năm nghe nè. Sao? Cái mắm bên nhà dì Năm nó đúng chất lượng luôn á. Ngon lắm. Dạ, khách nhà con ưng quá trời. Trời ơi, nên nay á má con kêu qua đây nè, đặt số lượng gấp đôi lần trước luôn. Đặt gấp đôi hả? Dạ. Ôi trời đất ơi, đã vậy. À, nói vậy, cảm ơn má con nhiều nha. Bây giờ vậy nè, con nói với má con á là coi như làm chỗ cũng khách quen, hiểu không? Đó mà con cũng dễ thương, ăn nói có duyên đó. Dì là dì cũng thương, cho nên là dì sẽ chiết khấu cho má con. Chiết khấu 5%. Trời, dữ liệu quá dì. 5. 2. Chờ dì chút xíu. Cái thằng quỷ này nè. Mà quánh hoài vậy? Mất lịch sự lắm. Ở trên thành phố về con trai còn ăn. Bây giờ có gái tới nhà mình phải tới mình chào hỏi đàng hoàng. Mày ngồi ở đây mày bị lặt tiếng Anh tiếng U. 2 gì? 2 ở đây là con nói là 2% thôi. 2%? Gì chiết khấu 2% hả? Không có chiết khấu 2% là đủ rồi. Không. Cái này chỗ mối mai của mình không có 2% được. Ăn cho buông so. Con học kinh tế thủ khoa. Má tin con không? Má tin con. Con làm công ty nước ngoài. Biết rồi. 2%. 2% là 2%. Nhưng mà 2% mối má nói nữa con đi sớm à. 2% con. Con bác nó nói 2% thì 2% nha con. Dạ dạ. Con không cảm gì dạ, mà không sao. Về nha. Dạ. Đối với con á 2 hay 5. Quên mất. Đối với con á 2 hay 5% không quan trọng. Quan trọng là con tìm được chỗ bán mắm uy tín của dì Năm mà khách vui rồi. Cảm ơn con, cảm ơn con. Mua nhiều nha. Dạ. Thôi mình chốt 2% nha con. 2% nha, 2% đó. 2%. Đúng rồi, 10%. Cái gì? Anh chốt kèo em 10%. Em cứ đi vô trọng đi. Khoan. Cái gì 10%? 10% là dữ lắm con ơi, tiền đó mà má nuôi con. Má qua đây. Má sẽ lời 10%. Em đi vô trọng đi. Mấy đứa phụ em nó lấy hàng nha. Em cảm ơn anh nhiều lắm. Cảm ơn gì Nam nha. Cô vô phải hẹn gì Nam. Không phải. Đi từ từ em ơi. Không được mà con. Nó nghe nè. Hôm nay về thăm nhà, dừng chân lối quen xưa. Đây vẫn cây cầu đá, kia mấy bụi tre già. Sang ngang một chuyến đò, bồng bềnh con nước đưa. Sương trắng phủ xa mờ, vài cánh én bơ vơ. Trên con đường thăm nhà, gặp cô gái đi qua. Da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa đào.
tuy sai mà xa lạ. Bồi hồi chợt nhớ ra cô bé ngày xưa đó, chúng nó ở xóm nhà. Cô bé ở gần nhà ngay cách khu vườn thưa lá, giờ xinh dáng hoa bé xưa. Vội qua oai trói khóc hơn, hai đứa một tâm hồn, thích vui hơn buồn. Hôm nay về thăm nhà, nhìn hai đứa theo hoa. Anh nhắc câu chuyện cũ, em nói niềm mong chờ. Hãy mơ một cung trời, mẹ hỏi đi nữa thôi, thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. Ê, thắng thắng, trời ơi, cái gì vậy? Ê, ở đây, má, má suy nghĩ kỹ rồi. Dạ, sao má? Kỹ rồi, ừ, à, vẫn 2% nha con. Ui. Không 2%. Ui. Hai. Má sẽ lời, má tin tôi đi. Mày chắc 10 đúng không? 10. Mày chắc 10 đúng không? 10. Chắc 100% luôn. Mày đợi đó. Hôm nay về thăm nhà, dừng chân lối quen xưa. Đây vẫn cây cầu đá, kia mây bụi che già. Xa ngang một chuyến đò, bồng bềnh con nước đưa. Sương trắng phủ xa mờ, vài cánh em bơ vơ. Trên con đường thăm nhà, dẹp cô bé đi qua. Da trắng như màu áo, môi hé nụ hoa đào. Nhìn quen mà xa lạ, bồi hồi chợt nhớ ra cô bé ngày xưa đó, chúng nó ở xóm nhà. Cô bé ở gần nhà ngay cách khu vườn thưa lá, giờ sinh ra hoa. Bé xưa vội oà hay dối khóc hơn, hai đứa một tâm hồn, ít vui hơn buồn. Hôm nay về thăm nhà, nhịp hai đứa theo hoa. Anh nhắc câu chuyện cũ, em nói niềm mong chờ. Say mơ một khung trời, mẹ hỏi đi nữa thôi, thưa với mẹ con sẽ ở nhà đến suốt đời. À, bên trọng kiểm hàng cho con rồi á, có gì chị Năm về qua nhà giùm con nha. À. Dạ thôi, nhưng chị Năm về, anh cũng về. Ờ, à, trời nắng quá mà không đủ nói chưa. Trời ơi, xin ghét ghê vậy đó. Đi luôn con, ừ, nè, đây, đây, khách giỏ theo luôn con, cầm, cầm đi con. Ủa, đi đâu? Đi con, đi, 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 đi. Ở nhà đến suốt đời. Không, không, mày ở đây sao không có lời. Má này, nói nghe nè. Gì? Đó, má quỳ, chỗ cái tướng má đẹp biết là bao. À. Nhà nhỏ vẫn còn chỗ cũ má. Ờ, vẫn, vẫn chỗ cũ. Con đi nha. À. Ê! Con không ăn cơm đâu. Ê, Thắng! Mi! Là nó đi thiệt rồi. Alo Tám, anh Tám. Ờ, thằng Thắng con tôi nó chạy qua nhà chị nó kiếm ông Đẹp rồi. Nó sập bẫy rồi nha. Xin được chúc mừng diễn viên Bá Thắng đã hoàn thành phần thi của mình. Xin mời giám khảo Đông Đào cho nhận xét về phần trình diễn vừa rồi. Với Thắng thì bao giờ chị cũng có một cái niềm tin. Bởi vì em có kinh nghiệm sân khấu nè. Em đã có một cái quá trình dài làm nghệ thuật cho nên là khi em diễn xuất những cái kịch bản như vậy đó, nó dễ thương lắm, nó rất là tự nhiên. Và qua cái phần hát thì em lại tạo cho người ta một cái sự tự tin hơn nữa. Bởi vì năng lực em rất là tràn đầy và em tạo một cái không gian sân khấu rất là linh động. Không bao giờ để một sân khấu lắng xuống, không bao giờ để cho cái bài hát của mình để bị trùng lại. Cho nên cảm xúc người xem lúc nào cũng thăng hoa theo em hết. Cho nên em kết hợp giữa bài hát và giữa cái tiết mục em diễn, nó làm cho người ta thích lắm. Chị đang kiếm chỗ chị soi mà soi không có được. Không có gì để soi hết trơn á. Quá đặc sắc, quá hay. Hài hước, duyên dáng, dễ thương, hấp dẫn. Bài hát hay, lời thoại hay, kịch bản hay, nhí nhảnh. Quá dễ thương, chị nói thiệt là nó rất là giải trí. Cảm ơn chị. Và chị cũng quên mất rằng em là diễn viên, mà chị chỉ nghĩ là em là một người ca sĩ chuyên nghiệp luôn á nha.
Nói chung là hôm nay anh Thắng đã đem đến cho chương trình những cái tiếng cười mà em xem từ đầu cho đến cuối cái bài hát của anh, em đều cười. Bởi vì cái tiết mục nó mang đến cho mình một cái năng lượng rất là tràn đầy, rất là dễ thương. Còn nói về giọng hát của anh Thắng thì em không bàn nữa. Anh Thắng là một người có chất giọng rất là tốt. Vẫn là một phong độ rất là ổn định. Nhưng mà thay vì nhận xét cho anh hỏi một câu nè, Bá Thắng đến với tình Bolero với mục đích gì ạ? Cũng khá lâu rồi em không có hoạt động nghệ thuật nhiều. Đây là một cái cơ duyên để em có những món quà tri ân lại cho khán giả đã ủng hộ em suốt chặng đường vừa qua. Và những ai thương Bá Thắng, yêu Bá Thắng sẽ đón nhận những món quà mà Bá Thắng, tuy nó chỉ nhỏ thôi, nó chỉ mà khoảng tầm 5-10 phút trên sóng truyền hình thôi. Anh nghĩ sau chương trình này á, em không chỉ tặng quà cho khán giả đâu, mà khán giả nhiều người sẽ tặng quà cho em nữa. Bởi vì thực sự em xứng đáng điều đó. Anh thấy em rất là tâm huyết với nghề. Như em nói nó có 5 phút thôi, nhưng mà nhìn vô là biết em đầu tư vô đó. Và anh thích những người như vậy. Với anh thì mỗi lần nhận xét Thắng, anh ít có tìm ra được cái lỗi lắm. Anh chỉ muốn khuyến khích em làm sao cho những cái tác phẩm sau nó tốt hơn, và khán giả sẽ là người được hưởng từ cái món quà đó. Chúc em may mắn hơn trên những chặng đường sắp tới nha. Em cảm ơn, cảm ơn anh. Và xin được chúc mừng diễn viên Bá Thắng. Sinh ra ở làng quê Việt Nam, chắc ai cũng biết về chiếc chiếu. Chiếu gắn liền với đời sống con người, đói no, rách lạnh, sang hèn, với sinh hoạt gia đình, xã hội và cả tình yêu đôi lứa. Chiếc chiếu treo là ngày, chiếc chiếu trải là tình. Thiên minh minh, địa cũng minh minh, họ xa kể họ, hai đứa mình đừng xa. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi vàng mướm ra hoa. Má ơi lấy khăn cho bầu thắm cơn buồn. Người ta đi về miền nơi xa, tìm tương lai hạnh phúc xa hoa. Cớ sao em còn nhớ thương ai? Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, dậy ra coi trời nắng lên chưa. Nắng lên má lom không giặt áo sao vừa. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, chạy ra coi từng luống rau thưa. Má đang phơi giùm áo cho em. Dậy ra coi lòng hết đau chưa, kệ người ta đừng có hay mơ. Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ. Dậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mày bữa cơm trưa. Cớ gì mà nằm buồn thiếu buồn thiếu? Ơi, em tỉnh lại đi Út. Còn ba mẹ, còn chị hai ở đây, mọi người thương em mà. Út ơi! Oh,
Dậy đi em được ngủ dây dưa, chạy ra coi trời nắng lên chưa. Nắng lên má lông không giặt áo sao giường. Dậy đi em đừng ngủ dây dưa, chạy ra coi từng luống rau thưa. Má đang phơi giùm áo cho em. Dậy ra coi lòng hết đau chưa, kệ người ta đừng có hay mơ. Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ. Dậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mày bữa cơm trưa. Cớ gì mà nằm buồn thiếu buồn thiếu. Dậy ra coi lòng hết đau chưa, kệ người ta đừng có hay mơ. Lấy chồng đường đời còn bao kẻ chờ. Dậy đi mua đồ nấu canh chua, về cho ba mày bữa cơm trưa. Cớ gì mà nằm buồn thiếu buồn thiếu. Cớ gì mà nằm buồn thiếu buồn thiếu. Xin chúc mừng diễn viên Phi Ngọc Ánh đã hoàn thành phần thi của mình. Với ca khúc này thì em sẽ mời giám khảo Đông Đào trước, bởi vì đây là dòng nhạc thế mạnh của chị. Mời ca sĩ Đông Đào cho nhận xét về phần trình diễn của Phi Ngọc Ánh ạ. So với những tập trước thì em có một cái sự thay đổi về hình thức, thay đổi về cái thể loại nhạc, cũng như là thay đổi về cái diện mạo rất là lạ của một người phụ nữ cá tính của những tập trước. Thì lần này em lại trở lại một cô gái chất phác, và nó có một cái gì đó nó đượm buồn của cô gái miền Nam. Còn về cái tiết mục dàn dựng thì khá khen cái ông đạo diễn này, hôm nay làm tiết mục này dễ thương quá, cộng với cái sự diễn xuất minh họa của Nghinh Lộc, nó làm cho chị hơi xúc động ở cái đoạn gần cuối. Dù bức tranh nó chỉ đơn giản một mạc của quê hương thôi, nhưng mà nó chạm đến trái tim của người xem cũng như là cảm xúc của người xem. Với một cái tiết mục như thế này thì mình rất xúc động. Xúc động thực sự vì mình thấy những cái giọt nước mắt ở trên má bạn Phi Ngọc Ánh, và thấy cái hình ảnh của người phụ họa nữa. Mình cũng ngồi dưới đây cũng rơm rớm nha. Và ngày hôm nay bất ngờ nhiều lắm là hai anh em mình ở trên phim trường với những cái vai diễn những cô gái hành động cá tính, mà hôm nay em rất là dịu dàng, rất là đẹp trong tà áo dài xưa này, và cái lời hát của em nó cũng rất là dịu dàng như vậy. Phải nói đây là một phiên bản rất là thú vị. Vinh rất là đề cao cái tình nằm ở trong cái giọng hát, cái cảm xúc á. Có thể chúng ta hát không hay bằng các ca sĩ, nhưng mà với khả năng diễn xuất, với khả năng nhập vai, chúng ta đưa cái cảm xúc đó vô, thì hôm nay Phi Ngọc Ánh làm rất là tốt. Đây là cái tập mà hồn quê, nên chúng ta thấy sân khấu với những cái màn chiếu, với những cái chất liệu mà cho chúng ta thấy rất là gần gũi. Và đặc biệt là anh rất là thích em chọn cái màu áo, nó mít được với cái không gian của những manh chiếu và của không gian của quê. Quê thì người ta hay nói về cái chất phù sa, và cái chiếc áo của em mặc nó rất là gần với cái điều đó. Trong thể loại nhạc này thì đối với những giọng hát như em thì có lẽ là hơi khó, bởi vì một cái thể loại nhạc nó lạ với so với các bạn hát nhạc trẻ cũng như là hát nhạc mà tự tình. Em hát nhạc này cũng hợp đó. Tuy nhiên tại sao có những đoạn em quá rung đi, cảm xúc thì dĩ nhiên là phải diễn phải có, nhưng mà khi mình rung quá thì nó sẽ bị ảnh hưởng đến cái tiếng hát cũng như là cái lời ca của mình. Hai nữa đó là những cái độ trầm. Chị nghĩ bài hát này em có thể lên được nửa tông nữa để em hát cái giọng trầm nó tốt hơn. Không cần giữ khoảng cách quá an toàn để mình hát nhạc quê hương đâu. Các em có thể dùng cái những cái hơi gió nhẹ cho những cái chỗ cao của bài hát, thì những cái chỗ trầm mình hát nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Về ra coi lòng hết đau chưa, đúng không? Kệ người ta đừng có hay mơ. Đừng lo chỗ đó, có cái nhẹ lên thôi, không cần là gió nữa. Giọng em thật sự trầm nó cũng tốt, nhưng mà bài hát này em để quá trầm, cho nên nó sẽ gây ảnh hưởng đến cái độ cao của mình, độ trầm của mình. Hơi tiếc một chút xíu, như chị Đông Đào nói, là cái giọng của Phi Ngọc Ánh có thể hát cao hơn được nữa, vì cái giọng rất là cảm xúc. Mà
cái cử giọng của bài hát này mình thấy bạn có thể cao lên một tông chứ không phải là nửa tông đâu. Nó sẽ sáng cái phần cao, cái phần tối khúc đầu nó sẽ nghe rất là rõ ràng. Thì cái bài hát nó sẽ rất là trọn vẹn. Quý Bình cũng muốn chia sẻ cái kinh nghiệm với Phi Ngọc Ánh cũng như là các bạn thí sinh sao. Đó là chúng ta nên chuẩn bị tinh thần của mình trong cái lúc mà mình diễn và trong cái lúc mà chuẩn bị vào những cái câu hát. Lúc nãy em đang diễn quá cảm xúc với Nghinh Lộc, đến khi mà nhạc nó vào rồi em mới xoay trở lại cái tinh thần để chuẩn bị vào câu hát, nó không kịp. Cho nên mình phải phân bổ những cái đó nó chi tiết hơn chút xíu thì nó sẽ cho em cái cảm giác khi mà em vào bài hát nó không bị chơi vơi. Đặc biệt là những người như Phương Ngọc Ánh hay bị cuốn theo cái phần diễn xuất của diễn viên chuyên nghiệp. Bởi khi mình đi diễn với họ thì họ cuốn mình đi theo. Và chính vì như thế thì đôi khi cái phần hát của mình nó sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều. Rất là nhiều câu cuối mình bị đuối. Bởi vì cái phần diễn xuất và cái phần giọng mình chọn thấp nên là lúc cuối câu mình không đủ để đi đến hết cái đoạn. Đôi khi cảm xúc lại nằm ở những cái câu cuối. Nên tới đó cái mình hết hơi. Hay là vì mình tập trung diễn xuất. Nên cái phần này là gọi là kỹ năng thì mình phải học thêm. Nhưng mà anh đánh giá cao sự tiến bộ của Phương Ngọc Ánh qua từng tập, đặc biệt là với cái tình cảm của Phương Ngọc Ánh đặt vào trong bài hát này thì anh sẽ cho điểm cao ở phần đó. Anh nghĩ rằng với sự cố gắng, với sự học hỏi của em thì mỗi ngày em sẽ bước lên một cái bậc mới. Cảm ơn và chúc mừng Phương Ngọc Ánh rất là nhiều. Hy vọng rằng bạn sẽ tiến xa và sẽ giành được những cái kết quả tốt đẹp hơn trong những vòng tiếp. Xin cảm ơn, xin chúc mừng, và đó là Phương Ngọc Ánh. Dựa trên bài thơ viết về câu chuyện có thật về thân phận buồn của người phụ nữ, sau năm 1980, nhạc sĩ Trần Tiến đã viết lên bài Chị Tôi. Bài hát đã trở thành một tác phẩm kinh điển vượt thời gian. Năm chị 18 đẹp nhất làng, bao người dạm hỏi rước kiệu sang, nhưng mà chị bảo còn chưa lớn, chẳng dám làm dâu sợ bẻ bàng. Nhà tôi trên bến sông có chiếc cầu nhỏ cong cong, hàng cau dưới nắng trong lá trầu không. Chị tôi trông dễ thương, bán rau chợ cầu đông mới à. Chị tôi chưa có chồng. Người con gái lưng ông có bao chàng thầm mong theo, mẹ giúp con gái yêu lấy chồng đi. Chị thương hai đứa em, thương mẹ già còn đau ơi à. Chị chưa muốn lấy chồng. Chúng tôi không còn thương ngây, chỉ lại lo các em chuyện chồng con. Ngày chia tay bên sông thấy chị buồn mà thương ý à, chị vẫn chưa có chồng.
Rồi một đêm sáng trong, có một người đàn ông qua. Họ về xây chiếc cầu nối bờ sông. Nhìn chị tôi dễ thương, mới đem lòng cầu hôn ơi à. Chị của mùa lấy trường. Cầu xây xong đã lâu, không thấy người về đưa dâu. Để chỉ tôi ngóng chờ mắt lệ nhoa. Hàng cầu đau trái cầu, bao lá châu buồn rơi theo. Chị vẫn chưa có chồng. Nhiều năm xa cách xa, tôi trở về làng quê thăm. Nhìn hàng cao xác xơ lá châu khô, mộ chị tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi ơi à. Mộ người chưa có chồng. Nhiều năm xa cách xa, tôi trở về làng quê thăm. Nhìn hàng cao xác xơ lá châu khô, mộ chỉ tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi ơi à. Mộ người chưa có chồng. Mộ chỉ tôi bé xinh đứng bên cầu lẻ loi ơi à. Mộ người chưa có chồng. Chỉ tôi chưa có chồng. Tôi chưa. Xin chúc mừng diễn viên Kỳ Nam đã hoàn thành phần thi của mình. Thưa quý vị, chị tôi chưa lấy chồng là một câu hát gây ám ảnh cho rất nhiều những thế hệ yêu nhạc trong suốt thời gian vừa qua. Với bài hát này thì chắc là em sẽ hỏi giám khảo Mỹ Lệ đầu tiên. Chị nghĩ như thế nào về giọng hát và bài hát này? Một phần diễn rất là cảm xúc và giọng ca của bạn phải nói là truyền cảm, hay, nam tính. Và thể hiện bài hát này nó khá là tròn vẹn. Có đôi chút hơi chênh một chút xíu nhưng mình nghĩ có thể chấp nhận, bởi vì đây không phải là một giọng ca hết sức chuyên nghiệp như chúng mình, cho nên là trong cái cảm xúc đó mình có thể bị lạng một chút xíu, không sao cả. Và mình cảm thấy cái phần diễn này mình rất là yêu mến. Và có một điều nữa làm cho cái thành công của bài này và chạm đến cảm xúc của mình, đó là cái phần âm nhạc của bạn hòa âm rất hay. Cái phần nhạc rất mới, rất là văn minh, rất là đẹp. Hồi nãy chị có quay qua chị nói Quý Bình là Kỳ Nam này là có đầu tư về âm nhạc lắm. Đầu tư đây không phải là nói về tiền hay là vật chất, đầu tư về cái mảng âm nhạc cho mình. Cái đó là cái vấn đề rất là quan trọng trong một cái tiết mục mình hát. Và nét mặt của em diễn rất là thần, cái thần thái em rất là đẹp. Đẹp ở cái cảm xúc của một người thanh niên nói về người chị của mình. Đẹp bởi cái hình ảnh điện ảnh, đẹp cái sân khấu dễ sợ luôn. Giọng hát em hôm nay cũng vậy, rất là nhiều nội lực. Và chị nhắc lại một lần nữa là em hòa âm nhạc rất hay. Anh rất là bất ngờ, cái vòng này là em tốt nhất qua các vòng. Một cái phần trình diễn đầy cảm xúc, đặc biệt là cái bản phối rất là kịch tính. Em hát nó phải khác, nó không có sự dịu dàng như các bạn nữ. Mà cái kịch tính ở đây, cái câu chuyện bản chất của nó là kịch tính rồi. Và đặc biệt là qua cái câu chuyện chúng ta thấy được sự hy sinh lớn lao của những người phụ nữ Việt Nam. Chỉ có một cái điều như vậy anh hỏi sẽ em nhớ rồi. Em biết lực chi tiết cuối cùng khi mà đạo diễn dàn dựng ở phía sau của em là gì không? Dạ, em tập trung quá em cũng không nhớ à. Cái này là cái em phải học. Bước lên sân khấu em phải biết tổng thể, thì mình phải biết được rằng nó dàn dựng cái gì. Cái chi tiết cuối cùng đó là hình ảnh người chị đã mất. Em phải lùi qua một bước để cảm xúc đầy không gian đó. Giá như mà em biết được chi tiết đó, và giá như em biết được nhiều cái câu chuyện người chị đang diễn ở cái hành trình mà chị đi nữa, thì em sẽ xuất sắc hơn. Anh bảo đảm như thế. Vì em nắm được cái câu chuyện để em kể. Em thiếu sự tương tác với câu chuyện
điều đó cũng là cái điều không phải là lỗi, nhưng mà điều này mình phải đặc biệt chú ý khi lên sân khấu. Mình phải biết được trên sân khấu gồm những cái gì hỗ trợ mình. Và khi mình biết được cái điều đó, anh bảo đảm em sẽ có cảm xúc và em sẽ cảm thấy cái điều mà mọi người làm cho mình đó, nó cần trân quý hơn từng giây mà em có ở trên sân khấu. Hồi nãy chị cứ tưởng em bước là em chỉ cần để cái tay nhẹ lên cái gánh thôi là người ta khóc luôn á. Tại vì cái nét mặt của em diễn bài hát này nó rất là cảm xúc, nó đông đầy luôn. Không chê được cái gì về cái diễn xuất của em hết, chỉ có mỗi một cái chi tiết đó. Thì thôi thì mình rút kinh nghiệm để những tiết mục sau mình cần phải tương tác với cái không gian nhiều hơn nữa nha em nha. Anh Quý Bình chia sẻ kinh nghiệm với Kỳ Nam một chút, đó là mình đã có một cái giọng hát đẹp rồi, truyền cảm rồi. Và gương mặt của mình khi mà mình diễn tả bài hát nó cũng đầy cảm xúc rồi. Thì việc gì, hiểu không? Là mình quơ tay quá nhiều. Đây là cái mình cần tiết chế lại. Bởi vì khi mình đứng trên sân khấu ca nhạc, cái đầu tiên mình thể hiện đó là giọng hát. Cái thứ hai là đến gương mặt của mình. Cho nên là cái điều mình tiết chế cái hình thể của mình lại, nó sẽ làm cho cái bài hát của mình nó đẹp hơn. Và mọi người sẽ tập trung lắng nghe vào cái giọng hát của mình hơn. Thì đó là cái kinh nghiệm mà Kỳ Nam cần tiết chế lại trong những cái phần trình diễn sau của mình. Nhưng rất là may ngày hôm nay, bản thân cái giọng hát và câu chuyện em đã đủ lực để dẫn anh đi. Anh đánh giá rất là cao cái màn thể hiện của em ngày hôm nay. Và tất nhiên là không thể đòi hỏi bạn ở một cái giọng ca nó như là một người chuyên nghiệp, nhưng mà để mà hướng đến sự chuyên nghiệp thì bạn có thể làm được. Và mình hy vọng rằng ở những vòng tới bạn sẽ cho tất cả chúng tôi, những người khán giả thưởng thức được những màn trình diễn hấp dẫn hơn nữa. Cảm ơn bạn. Xin cảm ơn những nhận xét đến từ ban giám khảo và xin chúc mừng diễn viên Kỳ Nam. Người ta hay ví von những dòng sông cũng như dòng đời. Khi thì êm đềm, khi thì bão tố. Khi thì mạnh mẽ tay chèo, lúc lại vụng lái buông xuôi. Nhưng những dòng sông không dừng lại bao giờ, và dòng đời cũng vậy, chẳng đứng lại để chờ một ai. Nhưng khi tôi hát về dòng sông, mong bạn hiểu rằng lúc đó tôi đang có những nỗi lòng. Ơi con sông trôi suốt muôn đời,
hãy cho ta nói lời cay đắng, nhân dùng ta ở nơi góc biển, dòng nỗi mùa sâu đang ngày đêm tràn chứa. Chúc mừng diễn viên Bá Thắng và xin được mời những nhận xét đến từ giám khảo Đông Đào. Em chưa bao giờ làm chị thất vọng. Mỗi một tập em đem đến cho quý vị khán giả một màu sắc. Thật ra ca khúc này những người khán giả họ không có kỹ thuật, nhưng mà họ xem em diễn họ vẫn cảm nhận được cái tình của em đặt để vô ca khúc này. Và nếu người nào có kỹ thuật, người đó sẽ càng nể em hơn. Bởi vì một ca khúc rất khó, bởi ca từ hát, bởi giai điệu và bởi một cái quãng giọng. Và cái bản phối nhạc này cũng rất hay. Chị không biết nói gì hơn, thật sự hôm nay chị khen em. Và Bá Thắng thì đối với chị chưa bao giờ mà chị thất vọng về em cả. Và tiết mục ngày hôm nay thật sự là chị ngồi chị nghe chị bị cuốn hút bởi cái cảm xúc. Và chị đã hát theo cái giai điệu bài hát này. Dù đây không phải là sở trường của chị, nhưng mà với những người làm nghệ thuật thì ai đã có một cái tình yêu thương quê hương đất nước của mình, ai đã có những cái thời gian sống ở bên sông thì sẽ cảm nhận tình yêu con sông đó nuôi mình, gần như mình lớn lên với nó hàng ngày. Đúng đúng như cô Đào nói, thì có nghĩa là em là một trong những thí sinh ổn định nhất. Ổn định có nghĩa là luôn luôn mang đến cái sự an tâm khi mỗi lần em trình diễn, bởi cái bản lĩnh của em, bởi sự đầu tư của em, bởi cảm xúc của em. Thắng có một cái lợi thế về sân khấu nên em làm chủ sân khấu rất là tốt.
tốt. Lúc đầu anh bảo là không biết sao cậu này lại hy sinh đôi giày của mình. Và sau đó Thắng đã khai thác tối đa cái lợi điểm của dòng sông, của những mạch nước ở đó. Nó rất là thích hợp cho bài hát này. Nó nói về những cái gì cội nguồn mà ở trong mỗi con người chúng ta có. Và em mang đến một bài hát rất là nhiều cảm xúc. Ơi con sông hiền hòa dịu dàng an ủi lòng ta, ơi con sông thiết tha chứa chan chung tình sâu nặng. Một bức tranh, một cái khung cảnh mà sân khấu dàn dựng để một cái hình ảnh con sông quê rất đẹp, và cái bản dàn dựng, bản phối của em cũng rất hay. Cái tiết mục dàn dựng vừa đủ, đối với chị là cảm thấy là đủ ấm lòng. Cảm ơn em, chúc mừng em. Anh chỉ đánh đo một chút xíu như vậy là có, là còn cái bài này thật sự mà nói có nhiều lúc cái sức của em á, anh công nhận với chị Đào mà anh cũng nghiên cứu rất là nhiều. Có những khán giả nói với anh họ không cần phân tích về kỹ thuật gì hết, họ chỉ biết cảm xúc anh cho tôi cái gì vui buồn kéo tôi theo. Nhưng mà có một thứ cảm xúc, có nghĩa là có những lúc anh vẫn muốn em đứng mà cái hồn của em nó vẫn nhiều, nó là trên cái tầng nghĩa từ trái tim em rút ra trên khuôn mặt. Thì cái này nó là một gợi ý thôi, em có thể áp dụng thêm vô. Nhưng mà dù sao anh rất là thích cái phiên bản này của em. Cảm ơn em. Em cảm ơn rất nhiều ạ. Biểu diễn tôi sẽ nói trước về thanh nhạc. Chủ âm pha thứ lên nốt cao nhất là nốt sòn sơ tới tầm đó, nhưng bạn lên rất là đẹp. Bạn lên giọng hát của bạn vang có nội lực và giọng sạch đẹp tròn vành rõ chữ ở tất cả các chữ các nốt trong bài hát. Sông vô về đôi bờ thì thơm ngày tháng khôn pha, sông hiểu mình tất cả đời sông không hề tiếc vời. Thắng ơi, em làm cho chị rất là xúc động vì chị đi hát chung với em suốt mười mấy năm. Chị đã thường nói với ông xã là ba Thắng hát rất hay anh ơi, mà đứng trên màn ảnh em đóng phim em cũng rất là đẹp trai luôn. Nhưng hôm nay thật sự em đứng ở đây tại sân khấu này, em giống như là cá gặp nước, để cho em thể hiện hết cái giọng hát và cái kỹ thuật của mình, cũng như em diễn cộng thêm cái diễn xuất của em nữa. Thì hôm nay em làm chị rất là xúc động. Chị nghĩ sau chương trình này sẽ là một cái động lực giúp cho em tỏa sáng. Và tôi góp ý thêm, đó là cái hồn. Chúng ta nói ít làm nhiều hơn là nói nhiều mà làm ít. Khi lên sân khấu thì cái giọng bạn nó nói lên tất cả rồi. Thì cuối cùng cái hành động của bạn đó là cái chất giọng của bạn. Và cái vung tay vung chân có những cái, nhưng các bạn phải chững lại, lặng lại. Nhớ cái việc con là thấy như tôi đang thả hồn vào. Bạn nhanh giật quá nhiều đi giảm đi cảm xúc của người ta. Cứ giật cái đó thì ta tập trung cái giật của bạn, ta không nghe cái bạn hát nữa, giảm mất để người ta nghe. Bạn vẫn thí dụ như bạn đọc tỉnh lại và cái giật cái micro là thì đại gia đình khắp nơi sẽ cảm được các bạn như cái đó, hơn là bạn lúc bạn đang hát thì bạn gồng rồi. Cảm ơn bạn với tôi góp ý một tí thôi, chứ giọng hát rất sạch đẹp và bộ bài hát diễn tả rất tuyệt vời. Chúc mừng, xin cảm ơn ban giám khảo và xin chúc mừng diễn viên Bá Thắng. Tình yêu mà không cùng đẳng cấp khó mà thành hình. Bạn nói cũng đúng, nhưng mà Thắng nghĩ rằng là cái điều quan trọng ở đây là sự đồng điệu về tâm hồn sẽ quyết định tất cả. Vậy thì em sẽ chúc anh may mắn với tình yêu này. Buồn ơi, ta xin trong mi
Khi người yêu đã bỏ ta đi, buồn ơi ta xin chào mi. Khi người yêu chắp cánh bay đi, buồn ơi ta đang lẻ loi. Buồn ơi cho ta đơn côi, buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Nếu trên đường tình ta lẻ loi một mình, thì trên con đường đời ta có mi buồn ơi. Buồn ơi thế nhân là thế, sao người yêu vẫn mãi say mê. Buồn ơi yêu đương là thế, sao tình ta vẫn cứ u mê. Người yêu cho ta niềm đau, buồn ơi cho ta quên mau. Buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Đẹp như này lại vứt ở đây. Này, anh không lấy đúng không? Tôi lấy nhá. Cô là ai vậy? Tôi là phụ nữ thôi.
Mà phụ nữ thì rất thích hoa. Vậy nhá, cảm ơn anh vì bó hoa. Xin chúc mừng diễn viên Nguyễn Lê Bá Thắng. Tôi tin rằng người sẽ có những nhận xét đầu tiên vì anh ấy rất là hứng thú với tiết mục này đó chính là đạo diễn nghệ sĩ ưu tú Vũ Thành Vinh. Anh cảm thấy rất hạnh phúc khi nghe em hát. Thật ra bài hát này về dàn dựng là rất đơn giản, có một mình em thôi, nhưng mà em dẫn dắt toàn bộ câu chuyện đi. Anh chỉ nói về cái chi tiết bó hoa thôi, nếu chỉ dừng lại để ở đó cũng không sao, cũng kết thúc được bài hát. Nhưng mà nghĩ ra được có người, một phụ nữ tới nhặt cái bó hoa. Ở trong cuộc sống đôi khi có một bó hoa mình bỏ đi thì lại có một người khác rất là cần nó. Nó nhỏ thôi nhưng mà nó rất là ý nghĩa. Cái bài hát dù là nó rất là đau buồn, rất là khổ về nội tâm, thế nhưng nó lại mở ra để cho người nghe và người cảm nhận, người ta cảm thấy rằng là trông chờ một cái tương lai tươi sáng và tốt đẹp hơn. Em rất thích cái kiểu này, tức là không cần thoại nhiều, chỉ cần một cái mường tượng, một cái hình ảnh để cho người ta có thể tự hiểu và mỗi người sẽ có một cái suy nghĩ về một cái câu chuyện của bản thân mình. Em có cái cảm xúc giọng rất ấm, giọng rất truyền cảm. Và khi hát em để ý từng cái nốt nhạc để em diễn, là em tính toán để em bước đi, em xoay lại, em đưa tay. Có nghĩa là em rất là yêu cái con đường mà em đang đi. Anh rất là thích cái người như vậy, yêu cái công việc của mình đến tận cùng. Trong một bài hát cũng vậy, phải yêu nó, yêu nó từng nốt nhạc mà mình bỏ ra. Thì cái bài hát này cho anh thấy em không cần phải đầu tư dàn dựng quá khủng khiếp, nhưng mà cảm xúc nó tràn đầy cái không khí sân khấu này. Chỉ có một điều á, tại vì chị phải soi. Bởi vì soi là cái chữ này em hát nó sai cái nghĩa. Buồn ơi ta xin chào mi, khi người yêu đã bỏ ta đi. Cái câu thứ hai là buồn ơi ta xin chào mi, khi tình yêu vỗ cánh bay đi. Thì em lại hát là người yêu vỗ cánh bay đi, cho nên người yêu muốn cánh. Không, có lẽ là em tập trung cái cảm xúc cao độ quá, cho nên người yêu và tình yêu thì đôi khi nó cũng là một cái cảm xúc. Thì thôi thì chúng ta lưu ý chỗ đó thôi. Khi mình lên tông bài hát thì mình nên tiết chế về cái mặt cảm xúc, để mình có thể có đủ làn hơi, mình ngân đủ trọn vẹn những cái câu cao nhất, đắt nhất trong bài hát. Thì như vậy mình sẽ làm rất là tốt và rất là trọn vẹn khi mà Thắng thể hiện bài hát Buồn ơi chào mi của bố Nguyễn Anh Chín. Một trong những người thầy âm nhạc mà Hà rất là kính mến. Nhạc của Nguyễn Anh Chín là một thể loại rất là nhẹ nhàng và từ tốn, y như trang con người của ông. Ông lúc sinh thời là một người rất là hiền lành, rất là từ tốn và đặc biệt là rất là tinh tế trong từng nốt nhạc. Chính vì thế nên là với Buồn ơi chào mi của Thắng thì nó hơi bị over về mặt cảm xúc. Đó là những cái câu cuối cùng đó, thì mình nên nhẹ nhàng và kẽ khàng, vì như vậy nó mới rót vào tim của người nghe được. Còn nếu mà mình ngân cho nó to và nó rõ thì nó rất là dễ, nhưng mà nó lại không động lại cảm xúc cho người nghe. Thế nhưng có thể chấp nhận được bởi vì hôm nay bạn hát live ở trên sân khấu. Và có một câu hát mà Hà muốn chia sẻ với Thắng và tất cả mọi người, đó là khi bố Chín tập cho Hà bài hát này thì cái câu cuối cùng của bài hát đó là: buồn ơi hãy đến với ta để quên chuyện tình xót xa. Những cái đó nó là cái mà bố Chín đã tập cho Hà, và Hà có cơ hội được học cùng với ông bài hát này. Thế nên là Hà có thể nói là nắm bắt cái bài hát này rất là kỹ. Khi mà mình thể hiện những cái bài hát tình ca như thế này thì mình nên đặt cái tình cảm của mình vào trong đó, và không cần thiết phải quá đau khổ. Cái nỗi buồn này là nỗi buồn ở trong trái tim, ở trong con người của mình, chứ không phải là cái sự gào thét ra bề ngoài. Ngày hôm nay Thắng làm cho Hà bất ngờ khi Thắng dám chọn bài hát này để thể hiện. Đó là một cái sự bản lĩnh, và Thắng làm rất là tốt về cái tiết mục này. Anh chấm cho em rất cao trong cái phần tiết mục vừa rồi. Đây là một cái tiết mục thăng hoa cùng với âm nhạc, và em đã làm được điều đó. Bá Thắng vô bài hát này, Bá Thắng nhập tâm hát rất là tốt. Em đang biểu diễn một sân khấu chuyên nghiệp, chứ không phải là em đang tham gia một cái game show. Chúc mừng em. Em cảm ơn chị rất nhiều. Xin cảm ơn những nhận xét đến từ ban giám khảo, và xin chúc mừng anh Bá Thắng. Hãy subscribe.
bao lòng đêm những kỷ niệm cho nhau. Nếu mất đi xin đừng quên, tôi thiếp đi trong niềm vui và đêm rớt những giọt mưa cuối cùng. Mấy năm cách biệt chỉ vui đêm nay chung với tâm tình. Trong đời em nói thương tôi tiếng ngọt trên đầu ăn đêm nay hôm, nếu mai đi rồi nhớ mang theo nụ cười. Còn tôi đêm mơ, còn tôi đợi chờ. Thì dù xa xôi, tôi vẫn là của giọt mưa.